cô Tô đâu rồi? Ủa? Bữa nay đọc sách xong sớm vậy? Mà anh, lâu rồi vợ chồng mình không có. Em đã làm gì sổ sách của anh vậy? Tại sao trên kệ sách bây giờ chỉ còn có mấy cuốn sách? Ủa sao tự nhiên anh hỏi em? Sao em biết được? Ủa sách của anh em lấy làm gì? Ăn cũng được, làm đẹp cũng không được mà bán cũng đâu có. Vậy thì anh hỏi em, tại sao số sách đó không cánh mà bay? Anh làm gì anh lớn tiếng với em vậy? Em có biết? Cô Yến, để đó đi, ngồi xuống. Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô Yến à, số sách quý trong phòng đọc của tôi tự dưng không cánh mà bay. Tôi thì tôi không làm rồi, còn vợ tôi từ hồi nào tới giờ cũng không có đọc sách. Tất nhiên là cô không lấy. Cô có biết số sách đó hiện giờ đang ở đâu không? Có gì cô cho tôi chuộc lại nha. Ý anh nói em là đứa ăn cắp hả? Tôi... Anh chị không có muốn nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà nó đã là như vậy rồi. Nếu như mà em có lấy thì trả lại đây đi. Anh chị sẽ gửi cho em một ít tiền xài. Tôi không phải là con người như vậy. Nếu như tôi có những hành động nào khiến cho anh chị nghi ngờ tôi là kẻ xấu thì tôi xin lỗi. Tôi là Oxin. Tôi có thể làm mọi việc, nhưng tôi không có làm cái việc ăn cắp đó. Cô Yến à, cô bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ đang muốn hỏi cô thôi mà. Anh chị đích thân hỏi em thì ít nhiều gì anh chị cũng nghi ngờ em là kẻ lấy cắp. Phải, tôi là đứa thích đọc sách, hay lấy sách của anh mà đọc. Nhưng tôi biết đâu là giới hạn của mình chứ. Em không có ăn cắp. Ý tôi không phải vậy. Nếu như biết đâu là giới hạn của mình thì đem sách ra đây trả cho chồng tôi đi. Đừng có suốt ngày lấy nước mắt cá sấu ra để che lấp đi những lỗi lầm của mình. Tôi thuê Oxin bao nhiêu năm nay tôi rành quá mà. Vậy thì em quá lời rồi đó. Được, nếu anh chị nghi ngờ em thì anh chị có thể về nhà em mà lục soát. Nếu như mà không tìm được thì sao? Thì đích thân em, em sẽ đền cho anh chị từng cuốn một, không thiếu cuốn nào. Nói được thì làm được nha. Thôi đủ rồi. Xin lỗi anh chị, em thấy là hiểu lầm này. Em cũng thể tiếp tục làm việc cho nhà anh chị nữa. Em xin phép nghỉ việc. Còn sách của anh, em sẽ tìm đủ mọi cách để đền lại cho anh. Yến, sao cái mùi này quen quen?
Em đang mệt. Anh hỏi em, có phải là em giấu số sách của anh rồi đổ hết cho cô Yến, đúng không? Đúng. Em làm đó. Rồi làm gì em? Trời đất, tại sao em làm vậy chứ? Em có thấy em làm vậy là quá đáng không? Anh đâu có để em thiếu thốn cái gì đâu. Em nỡ đối xử với anh như vậy? Anh không có để cho em thiếu cái gì hả? Em thiếu sự chia sẻ, em thiếu sự cảm thông, em thiếu sự tôn trọng và em thiếu cả không khí gia đình. Thứ anh dành cho em duy nhất chỉ có tiền thôi. Thôi được rồi, em đang không bình tĩnh, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Anh sai rồi. Em đang bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Anh nghĩ đi, từ ngày anh cưới em, ngoài tiền ra anh lúc nào cũng ôm sách. Anh có quan tâm đến cảm giác của em không? Hả? Em hỏi cái gì anh cũng chỉ biết ừ hử cho qua chuyện. Em phiền lắm đó. Nhưng em phải hiểu cho anh, sách là niềm đam mê của anh, sách là tài sản quý giá nhất cuộc đời anh, sách là mạng sống của anh mà. Đúng. Chính vì vậy mà em nghĩ nó là người yêu của anh nữa kìa. Em còn nghĩ là anh yêu nó còn hơn em nữa. Anh lúc nào cũng sách. Anh làm cho vợ anh nghe như một cuốn sách đó. Anh thấy có buồn cười không? Trời ơi, bây giờ em đi nghe với một cuốn sách nè trời. Em đang mệt, em đi ngủ đi. Có gì ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Tối nay anh sẽ xuống phòng khách ngủ. Nghe nói nè, lần sau mà có dấu sách của anh thì làm ơn tìm chỗ nào khó kiếm một chút.